Quý vị đang tìm những ngôi nhà diện tích rộng, tìm những ngôi nhà đường ngõ rộng thì đừng bỏ qua video này. Ngọc Ánh sẽ trân trọng gửi tới quý vị dự án rất là mới. Dự án 5 căn nhà vị trí là tại Đại Thành, Quốc Oai, Hà Nội. Với dự án 5 căn nhà này thì 5 cuốn sổ đỏ riêng biệt. Đường ngõ ở đây thì là ô tô có thể đi qua vào trong ngõ nha mọi người. Và với cái 5 cái căn nhà này thì diện tích là từ 40 cho tới 54m2. Thiết kế và xây dựng là 3 tầng rất là hợp lý. Và vị trí đi lại thì rất phù hợp cho quý vị nào đang đi làm ở khu vực quận Hà Đông, hoặc quý vị nào đi làm ở khu vực Quốc Oai, hoặc là quý vị nào đi làm ở khu vực Hoài Đức. Với cái 5 căn nhà này thì Ngọc Ánh sẽ chia sẻ luôn với mọi người, tính đến thời điểm hiện tại mà đang quay video thì đã bán được 1 căn lô góc và hiện tại là còn 4 căn. Giá chào bán thì rất là hợp lý cho một cái diện tích vô cùng rộng, từ 1 tỷ 960 triệu đồng đến 2 tỷ 150 triệu đồng nha mọi người. Sổ đỏ đầy đủ, bàn giao nhà ngay, hồ sơ điện nước riêng biệt từng căn, tường móng riêng biệt từng căn. Với Ngọc sẽ quay cái căn mặt ngoài này để gửi cho quý vị. 3 căn trong ấy thì diện tích là 40m và giá thì là 196, 197 và 198. Căn nhà này Ngọc Ánh quay cho quý vị là 2 tỷ 150 triệu đồng. Bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Và với cái căn nhà này quý vị có thể vay được khoảng tầm 1 tỷ 1 tới 1 tỷ 2 tiền ngân hàng nha mọi người. Phần còn lại thì ngân hàng, phần còn lại thì quý vị chuẩn bị trước tiền mặt để có thể sở hữu cho mình cái căn nhà này. Phần hoàn thiện của ngôi nhà thì cũng rất là hợp lý. Bên ngoài phần chính của ngôi nhà thì được toàn bộ là ốp đá granite. Và phần cửa chính của ngôi nhà thì thiết kế là 2 lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện và bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Với cái căn nhà này cụ thể diện tích của nó là 51m2 mọi người nha. Đấy, cho nên là mọi người ạ, bước vào trong video này là cái một cái không gian nhà cực kỳ rộng. Hôm trước ý, Ngọc Ánh cũng đã quay một cái video ngắn gửi cho quý vị về cái tổng quan dự án 5 căn nhà này rồi. Và hôm nay thì là sẽ quay cụ thể ở bên trong, bởi vì là hôm nay là đã hoàn thiện xong hết, có thể dọn đồ về và ở được ngay. Ngọc Ánh đang đứng ở đây, đó là cái phần không gian của phòng khách. Với cái phần ngoài cái phần cửa chính ý, thì ở đây là còn có một cửa sổ phụ. Và ở đây thì là 2 lớp cửa rất là an toàn, chắc chắn, gạch lát nền, kích thước gạch 60. Phần sơn chủ đạo của ngôi nhà này là màu trắng. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện đều được lắp đặt đầy đủ rồi. Với cái vị trí này thì nó gần với cái gì ạ? Gần với lại khu đô thị Đô Nghĩa, gần với lại trường đại học Phenica, gần với lại ngã tư Lê Trọng Tấn, Hà Đông. Nói chung ý, với cái vị trí này nó xem với lại tổ 14, 15, 16 Yên Nghĩa, như một số video mà Ngọc Ánh vẫn thường xuyên chia sẻ tới mọi người ở bên vị trí ở phường Yên Nghĩa. Tuy nhiên nó chỉ khác một chút, đó là bên cái dự án này ý, thì nó là thuộc huyện mọi người nha, huyện Quốc Oai. Còn những cái video mà bên Yên Nghĩa ý, thì nó lại thuộc quận Hà Đông. Và đây là cái phần phòng bếp của ngôi nhà, rất là rộng nha mọi người, rất là rộng. Rồi, thực tế luôn. Với cái chiều dài của ngôi nhà, cái mặt tiền của ngôi nhà là 4m38, mặt hậu là 4m38. Căn nhà này cực kỳ là vuông vắn. Đó, phòng bếp, phòng khách đều thiết kế hệ thống trần thạch cao. Tủ bếp thiết kế là tủ gỗ đây mọi người ạ. Tủ gỗ ở đây là tủ gỗ ăn cường, chống cong vênh mối mọt. Với cái xung quanh bếp thì là ốp kính ốp bếp, mặt bếp ốp đá granite. Với cái vị trí này thì xung quanh tiện ích đầy đủ, chợ, trường, phường, trạm, giao thông đi lại cực kỳ thuận tiện. Một số cái đường xá ở ngoài là đang chuẩn bị đổ vào đường nhựa asphalt rồi mọi người ạ, cho nên đi lại nó rất là ok. Chậu rửa, vòi rửa, rồi là phụ kiện bếp được lắp đặt đầy đủ. Với cái căn nhà này như Ngọc Ánh đã vừa chia sẻ với mọi người rồi, căn nhà này quý vị vay tối đa khoảng tầm 1 tỷ 2 ngân hàng. Và phần còn lại thì quý vị có thể chuẩn bị tiền mặt nhé. Đó. Tiếp theo, tầng 1 của ngôi nhà thì còn một phòng vệ sinh nhỏ đáp ứng cho quý vị sử dụng ở phía dưới tầng 1, bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 3 tầng sử dụng của ngôi nhà. Với một căn nhà diện tích rộng 3 tầng thì không biết là cái công năng sử dụng ở phía trên ra sao thì mời mọi người đừng rời mắt khỏi video. Trước khi lên trên phía tầng 2 thì mọi người có thể nhìn thực tế ở đây là cầu thang đi lên cực kỳ là rộng. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá granite và cái tay vịn cầu thang thì thiết kế ở đây toàn bộ là gỗ tự nhiên. Mời mọi người theo em lên tầng 2, tầng 3 của ngôi nhà xem cái căn nhà này thiết kế chỉ có 3 tầng thôi thì cái công năng của nó có ổn hay không.
Với tầng 2 của ngôi nhà thì thiết kế như sau, gồm hai phòng ngủ thoáng trước sau, cầu thang giữa, nhà vệ sinh ở giữa mọi người nha. Đây là phòng ngủ phía trong của ngôi nhà, rất là rộng. Trên cái tầng 2 này thì chủ nhà lát gạch vân gỗ, nhìn nó rất là giống sàn gỗ đúng không mọi người. Cửa thông phòng thiết kế là cửa nhựa composite. Đây, rất là nhẹ mọi người ạ. Tuy nhiên thì cũng không kém phần thẩm mỹ đâu, rất là đẹp luôn ấy. Đó. Độ bền của nó thì cũng ngang ngửa với lại gỗ mọi người ạ. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng. Tiếp theo là phòng ngủ ở phía bên ngoài hướng ra mặt ngõ, rất là thoáng. Với cái phòng ngủ ở đằng trước này ấy, thì đằng trước nó là một cái mảnh vườn mọi người ạ. Cho nên nó cực kỳ thoáng. Cửa sổ đây. Căn nhà này hướng nhà là hướng đông nam, cũng rất là mát. Phòng ngủ rất là rộng vuông, mặt tiền thì 4m38. Rộng mọi người ạ. Đây. Nói chung tổng quan về ngôi nhà của anh quay cũng rất là cụ thể, review đường, hướng, vị trí, giá cho mọi người rồi. Mọi người có thể cân đối tầm tài chính, cân đối cái quãng đường đi làm xem có phù hợp với tầm tài chính của mình, có phù hợp với cái cung đường đi làm của mình hay không. Đây là phần phòng vệ sinh ở phía tầng 2. Bồn cầu này, rồi là hệ thống đây, sen tắm nóng lạnh, lavabo, quạt hút mùi, đầy đủ hết, điện nước rồi. Căn nhà này đúng theo như hiện trạng thì quý vị chỉ việc dọn đồ về và ở ngay. Cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Và sau đây xin mời mọi người theo em lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà. Và với tầng 3 của ngôi nhà thì ở đây có một cái ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống cái khu vực ở tầng 3. Tầng 3 của ngôi nhà thiết kế như sau. Mời mọi người theo em. Và tiếp theo một căn phòng ngủ ở phía bên trong này nữa. Đây, phòng ngủ ở phía bên trong rất là rộng như vậy. Lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà là đã có 3 phòng ngủ riêng biệt, 3 phòng vệ sinh. Tầng 1, tầng 2 và tầng 3 của ngôi nhà, mỗi một tầng gồm một phòng vệ sinh. Đây nha quý vị, phòng vệ sinh ở tầng 3 đây. Đấy, đáp ứng cho quý vị thiết bị vệ sinh, đồ dùng ở bên trong theo từng tầng. Và tầng 3, ở đây là thiết kế phần phòng thờ. Tùy vào cái mục đích công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình thì cái phòng này quý vị có thể làm phòng thờ, quý vị có thể thiết kế làm phòng làm việc, phòng riêng. Nói chung là cái này thì tùy mọi người. Như vậy với cái căn nhà này 3 tầng mà có 4 phòng riêng. Và đây là phần sân phơi, phần còn lại của ngôi nhà. Đây, đây là phần sân phơi, khá là rộng. Và cái công năng sử dụng thì tối ưu mọi người ạ. Phòng khách, phòng bếp, phòng thờ, sân phơi riêng biệt. Với cái căn nhà diện tích rộng, giá bán 2.150.000. Ngoài ra ở phía bên trong còn giá là 196, 197 và 198. Sổ đỏ đầy đủ, bàn giao nhà luôn. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cụ thể chi tiết hơn nữa về cái căn nhà này, vui lòng liên hệ với Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983 013 403 hoặc 0888 041 444 để có thể biết thêm thông tin chi tiết cụ thể để đi xem nhà nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video sau.